Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con. Ngày hôm nay cửa hàng Việt anh em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy cắt cỏ hàng Nhật bãi các bác nhé. Cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp về tất cả các hàng Nhật bãi như máy cơ xích, máy bơm nước, thổi lá, tỉa cành, vân vân. Số điện thoại để mọi người liên hệ là 0961350530. Các bác nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc máy cắt cỏ hàng Nhật bãi thì cứ liên hệ qua bên em sẽ giúp các tư vấn và lựa chọn làm sao những sản phẩm phù hợp nhất với gia đình nhà mình nhé. Các bác đã xem video còn thấy hay hãy cho em xin nút like và đăng ký kênh và chuông thông báo nhận video sớm nhất tại cửa hàng. Lô này lên thì toàn là những em 26cc đồng 34 ly, toàn dòng máy em khủng cho các bác vừa về cắt gia đình, hai là các bác về quật cước đều ok hết nhá. Rồi thì hôm nay em giới thiệu chi tiết từ sản phẩm một các bác này. Ok, em đầu tiên ngày hôm nay đó là em đến từ thương hiệu là Zenlot Komatsu các bác nhá. Một em Zenlot Komatsu này 26 này, 2600 này. Em này thì công suất là 26cc lòng 34 ly. Đấy, máy thiết kế nhỏ gọn dòng Zenlot Komatsu, máy cắt cỏ này máy chạy cực bốc nhá. Nó chạy tốc độ vòng tua cực lớn cho các bác luôn. Các bác nào thích những cái dòng máy mà có sức mạnh lớn, cái thứ hai nữa là dòng quật cước cực khỏe thì các bác lên xài dòng Zenlot Komatsu rồi nhá. Tiếng máy dòng này thì cũng rất là ngon luôn. Đó, đây, máy mẫu A máy này. Rất là đẹp luôn. Em Zenlot Komatsu 26 là ngày hôm nay em bán cho bác là chỉ có 1.700.000 thôi nhá. 1.700.000 một em Zenlot Komatsu 26 rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì bên em có thể lên tay ga đơn, tay ga đôi cho các bác nhá. Đó, lên tay ga đơn, tay ga đôi, tay ga bóp cho các bác tùy vào nhu cầu và công việc của mỗi một số người. Thì một số các bác thì em sẽ làm theo đúng yêu cầu cho các bác nhé. Về làm sao cho một chiếc máy này thuận tiện nhất. Các bác mua hàng bên em thì vui lòng cọc trước cho em 100.000. Khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng thoải mái nhé. Cảm thấy ok thì thanh toán này. Đó. Ok, em đầu tiên ngày hôm nay là một em đây của cả Make in Japan này. Zenlot Komatsu 26 này, bán cho bác 1.700.000. Rồi, tiếp theo đấy là một em đến thương hiệu Jobin này các bác này. Đấy, Jobin là một thương hiệu khá là nổi tiếng tại Nhật Bản các bác nhá. Dòng này thì thiết kế và mẫu mã kiểu dáng cực kỳ giống dòng Makita luôn. Gần như hai dòng này là một các bác nhá. Thì em Jobin này mã của nó là ECO26G. Công suất em này là 26cc lòng 34 ly. Nói về dòng máy Jobin và Makita này là hai cái dòng máy cắt cỏ mà rất nhiều bà con mình lựa chọn về xài. Thứ nhất về kiểu dáng thiết kế mẫu mã máy cực kỳ nhỏ gọn. Cái thứ hai nó đạt được công suất cực lớn cho các bác quật cước hay phát dao. Đặc biệt cái số 3 đó là rất siêu nhạy lổ luôn các bác nhá. Đấy, các bác những cái dòng máy này về các bác xài từ khoảng một vài tháng xong các bác không xài nữa, đôi ba tháng nữa, sau này các bác có nhu cầu muốn xài lại thì các bác lôi máy ra chỉ cần đổ việc xăng pha vào nhá. Đây là động cơ máy 2 thì này. Thì các bác đổ xăng pha phát là giật phát là máy lổ luôn các bác nhá. Cực kỳ là thuận tiện luôn. Đó. Dòng này thì nó không bị hao mòn như cái dòng máy tàu sau 5 tháng. Các bác cần càng xài nhiều thì máy càng chất lượng các bác nhá. Ok, em Jobin này bán các bác chỉ 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000 một em Jobin 26 này. Tiếp đến này, em số 3 ngày hôm nay đó là một em đến thương hiệu Makita Men 262. Em này công suất là 26cc lòng 34 ly. Cái dòng này Men 262 là một đời cũng rất là cao của Makita nhá. Thường thường thì các bác muốn mua một chiếc máy về xài nó không quá hoa mỹ hay là chất không quá đẹp thì các bác xài dòng một em Makita tầm 262 này là vừa quá ok rồi. Cái thứ hai nữa là dòng này thì cực kỳ là về chất lượng lổ máy, test máy hay lổ máy thoải mái. Các bác có về cắt cỏ hay là đi quật cỏ trong thời gian dài máy cũng chạy rất là ổn định các bác nhá. Cái hai nữa là dòng này thì hệ thống các bác mà sau này mà có hỏng hóc thì em bảo hành cho các bác 6 tháng nhá. Có hỏng hóc này thì đồ đạc này kiếm cái dòng Makita là rất là dễ cho các bác luôn. Đó, đây cái máy này, một em Makita này, cần zin nguyên bản nó nhá. Men 262 cho các bác luôn này. Ok, em số 3 này cũng bán cho bác là 1.700.000 các bác nhá. 1.700.000, bao ship đầy đủ cho bác luôn. Ok, tiếp đến là một hàng một em nữa đến từ thương hiệu là Mazujangma. Em này mã là GKB2600, một đời rất là cao của thương hiệu Mazujangma các bác nhá. Đời em này thì nói chung là chạy rất là bền luôn. Những cái dòng máy này thì nó có đóng chữ Make in Japan tại máy các bác nhá. Có Make in Japan tại máy này. Đặc biệt hơn nữa thì vì riêng em này thì nó có chụp giật trợ lực này. Các bác là lớn tuổi hay chị em phụ nữ mà no về những chiếc máy như này mua về sợ giật nó giật nhiều, mỏi tay hay là mệt, hay là muốn mua một chiếc máy sao mà chỉ cần giật kéo nhẹ nhàng cái là máy lổ thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nha các bác nhá. Một em Mazu. Đấy, đầu tiên là thiết kế là có cái độ siêu tiết kiệm nhiên liệu, cái thứ hai là có chụp giật trợ lực nên là các bác chỉ cần kéo nhẹ nhàng phát máy lổ luôn các bác nhá. Một em Mazu này. Em này bán cho các bác chỉ 1.700.000 thôi. Em này thì đang lên tay ga đơn các bác nhá. Các bác nào có nhu cầu muốn lên tay ga đôi em sẽ lên tay ga đôi cho các bác này, lên cái tay ga bóp cho các bác nhá. Đây là ký hiệu của Mazujangma này các bác này. Đó, có Make in Japan tại máy luôn. Ok, đến em số 3 này. Thì hôm nay em chưa lên tay
tay ga cho các bác. Nên các bác nào có nhu cầu khi muốn mua thì cứ đặt hàng bên em sẽ được kiểm tra lại máy thật là ngon lành cành đào, mới xuất đi gửi đến cho các bác nhé. Đấy, các bác nhận máy kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng thoải mái ok đi. Tiếp đến là một dòng nữa của dòng mang vẫn là Makita này. Em này thì men 262 này giống như em số 3. Nhưng đặc biệt hơn nữa là em này có tính năng thêm chụp giật trợ lực nha các bác nhá. Chụp giật trợ lực lớn cho các bác luôn. Cái dòng này thì siêu nhạy lổ luôn các bác nhá. Đây. Đấy, máy chỉ cần kéo nhẹ nhàng thôi, học sinh lớp 3 lớp 4 cái giật lổ được chiếc máy này nhá, chỉ cần kéo căng tay một cái thôi là máy lổ luôn này. Đấy, men 262 cho các bác này, cần máy này. Rất là đẹp luôn. Em này đẹp trên 90% cho các bác nhá. Xuất sắc. Siêu phẩm. Makita. Dòng này thì em rất là thích luôn. Đây là rất là nhiều về. Đây là được thì vì dòng này bán rất là chạy. Thứ hai nữa là được rất nhiều bác lựa chọn và tin dùng dòng này vì độ nhạy lổ của nó, hai nữa là sức mạnh cắt của nó cực kỳ tuyệt vời. Thứ ba nữa là trọng lượng nó khá là nhẹ thôi, hơn 4 kg một chút. Nên trong thời gian các bác cắt cỏ nhiều hay là quật cước nó sẽ không bị mệt nhiều các bác nhá. Đấy, thời gian mình cắt cỏ được lâu hơn. Đặc biệt hơn nữa thì em này có chụp giật trợ lực thì cực kỳ phù hợp cho các chị em phụ nữ ở nhà dọn dẹp hay trồng vườn, hay các bác lớn tuổi dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, xài em này thì rất là ok nhá. Rồi thì em Makita Men 262 này thì bán có chụp giật trợ lực này thì bán cho các bác là 1.800.000 các bác nhá. Các bác nào có thắc mắc hay có nhu cầu gì cần hỏi thì cứ liên hệ qua cho em hoặc là kết nối qua Zalo nhá. Zalo bên em là Việt Anh này. Rồi ok, tiếp đến một dòng nước của dòng Makita là một em đến từ thương hiệu của đời cực kỳ cao các bác nhá. 264L các bác nhá. Đấy, dòng này là dòng đời cao nhất của Makita luôn, kể từ vẻ ngoài đến thiết kế mẫu mã máy hay là động cơ của nó đều được cải tiến nhá bác nhá. Đấy, rất là phù hợp luôn, dòng này thì siêu mới rồi. Mới, đẹp và được cải tiến rất là nhiều các bác luôn. Đây, cần này 264 các bác này. Đó. Được cải tiến nhiều nên là máy rất là nhạy lổ, còn đặc biệt nó nhạy lổ hơn nữa nha bác nhá. Và thiết kế mẫu mã máy đẹp hơn. Đấy, thiết kế con này thì rất là ok cho các bác này. Tum này thì ba không phải cháy tum cho các bác nhá. Đó, em bảo hành cho bác tum hơi điện thoải mái cho các bác luôn. Chụp giật này. Đấy, ra ngoài. Đấy, hơi rất là khỏe các bác nhá. Đấy. Các bác nào thích em này thì chốt em này thì cứ liên hệ qua cho em sẽ test máy thử máy qua Zalo cho bác. Ok, em Makita Men 264 này thì bán cho các bác là 1.800.000 bao ship các bác nhá. Tất cả những chiếc máy ngày hôm nay em lên đây thì đều bao ship cho các bác này. Tiếp đến là một dòng nữa của Mazu Yamaha. Đời em này thì đời cao hơn. BC26CS. Em này cũng là 26cc các bác nhá, 26cc, lòng 34 ly. Em này đạp trên 80%, 90% cho các bác luôn. Bình xăng này, áo sống này hay là bô biếc còn rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Dòng Mazu này thì đặc biệt nổi tiếng về siêu tiết kiệm nhiên liệu của các bác. Xài em này thì nó quá VIP rồi. Một ngày các bác chạy thì hết tổng khoảng chai xăng là quá ok luôn. Đặc biệt hơn nữa em Mazu này thì có đầu bò trồng quấn cỏ cho các bác nhá. Đầu bò mới này, đầu bò trồng quấn cỏ cho các bác này. Đấy, đầu ba ốc cho bác luôn. Thế nên là em này được rất là nhiều yếu tố luôn. Kể cả đặc biệt em này thì đang tay ga đơn, tay ga chết. Nhưng bác nào muốn lên tay ga đôi, tay ga bóp zin của Mazu em thì lên cho bác nhá. Ok, em này thì bán cho bác giá là 1.900.000 này. Và cuối cùng ngày hôm nay là một em của thương hiệu là Zabit các bác nhá. Dòng này thì có mấy cái Japan đóng lại máy này. Em này thì mã là LB2670, có như 27cc các bác nhá. Dòng này đời rất là cao luôn, lòng của nó là lòng 35 ly. Đó, có hệ thống tay ga bóp cho các bác luôn. Riêng cái bộ đệm tay cũng rất là mới các bác nhá. Dập khuôn ra bít cho bác đây luôn này. Đấy, tay ga bóp này. 27cc cho các bác luôn. Hàng này thì các bác quật cước hay là phát gia đình thì cực kỳ ok. Côn bộ côn lớn cho bác nhá. Tum lớn cho bác này. Tum nhôm cho bác nhá. Bao không có cháy tum cho bác luôn. Con này cực đẹp. Đây, thì, riêng cái bô cho bác nhá. Đặc biệt hơn nữa em này bô được mạ đồng các bác nhá. Mạ đồng cho các bác luôn. Quá VIP. Đó, 26cc lòng 27cc lòng 35 ly. Siêu châu bò cho các bác luôn. Các bác nào có điều kiện thì xài em này, hoàn hảo. Giá em này thì cũng không hơn được tất cả các bác máy bao nhiêu, chỉ thêm 100.000. Giá em này là 2 triệu. 2 triệu vào bao ship. Những cái sản phẩm khi bác mua một chiếc máy tỉa cắt cỏ bên cửa hàng Việt Anh thì các bác được tặng kèm 7 món nhá, dao dây đeo chắn cỏ quấn cước đầy đủ cho các bác luôn. Các bác về nhà chỉ việc đổ xăng và là chạy thôi nha bác nhá. Ok, em vừa giới thiệu cho các bác là 8 cây máy cắt cỏ của Mazu, Zobin, Zelotko Matsu, đó, Zabit, Mazu Yamaha. Thì các bác nào có nhu cầu muốn mua một chiếc máy thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0961350530. Sau đây mình xin phép và kết thúc video tại đây. Các bác nào có như cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người những video tiếp theo.